Ok, hai mấy bạn ha. Bây giờ là cũng gần 2 giờ ở Mỹ rồi. Mình định đạp xe đạp đi đi chợ một tí thôi, nhưng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là tại vì mình quay trong nhà hoài, giờ mình ra vòng vòng ngoài đường quay cho các bạn thấy có không khí. Thứ nhất, mình muốn chia sẻ về cho các bạn là trường hợp cây quanh visa ha. Thì mình hôm nay mình nói về cái cách là thi thi bằng lái xe, mà phần mình chia sẻ đó là thi lý thuyết. Thì khi mà các bạn muốn thi lý thuyết ở ở trung tâm DMV á, thì các bạn cần những giấy tờ gì? Thứ nhất, nó đòi hỏi là giấy kết hôn của các bạn. Thứ nhì, nó đòi hỏi là bank statement. Rồi một thứ nữa là các bạn ở tại địa chỉ đó, cái chứng minh là các bạn đang ở địa chỉ đó. Thì mình nói là cái giấy kết hôn là các bạn có là chuyện bình thường rồi. Bank statement có nghĩa là gì? Khi các bạn kết hôn với ông xã bỏ tên của các bạn vô cái ngân hàng của ông xã đang xài, có nghĩa là nhiều ngân hàng ở Mỹ này lắm. Nó có là Bank of American hay là Capital One or Federal gì đó, tất cả các ngân hàng nào thì ông xã mà xài ngân hàng nào phải bỏ tên các bạn vô ngân hàng đó. Thì khi mà bỏ tên vô các bạn vô cái ngân hàng đó thì hàng tháng á, thì cứ khoảng 22, thì theo mình biết 22 đến 29 á, thì các bạn muốn lấy bank statement thì nó không phải cho các bạn lúc nào cũng muốn lấy là lấy đâu. Thì trong một tháng đó chỉ lấy được từ 22 đến 29 tay thôi. Thì cái này là do mình cũng mình đi qua rồi mình mới biết cái đó là bank statement. Nếu mà các bạn bỏ vô ông xã bỏ tên các bạn vô đầu tháng thì các bạn đầu tháng nó như là một tay của tháng 5 đi thì cũng phải tới hai mươi mấy tay, 22 đến 29 tay đó, thì nhà băng á, nó mới sẽ in ra cho các bạn, chứ không phải là bỏ vô là nó in ra liền đâu. Đó là quy luật của các nhà băng, mình cũng không hiểu nữa, nhưng mà mình ở bang Maryland nên nó đòi hỏi mình như vậy. Mình không biết tiểu bang khác như sao, nhưng mà mình nghĩ chắc là nó cũng đa phần nó cũng giống nhau thôi, vì trường hợp của mình và các bạn là cây quanh visa ha. Thì cái nữa đó là chứng minh là cái địa chỉ các bạn là ở tại đó, ở tiểu bang nào đó, ở đường phố nào đó. Thì mình đã chia sẻ các bạn khi các bạn á làm social security number thì các bạn sẽ điền tên tuổi rồi xong rồi địa chỉ của mình. Thì khi mà cái thẻ an sinh xã hội social security number về á, thì sẽ về ngay địa chỉ của các bạn, tên tuổi của các bạn giữ lại cái bao phong bì ha, giữ bao phong bì rồi có cái tờ giấy ở trong là tên tuổi của các bạn. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn đi thi bằng lý thuyết của lái xe thì các bạn cần nạp vô. Tại sao mình biết? Tại vì á, thì lúc đầu á, thì mình cũng biết cái phần đó đi, ông xã đọc cũng biết, còn cái phần bank statement là mình đi đến đó rồi mình đi về, nên mình muốn nói cho các bạn biết đừng là đừng đi về giống như mình nữa. Mình tại vì á, qua Mỹ này ông xã mình không có thời gian phải đi làm rồi phải xin nghỉ đồ này kia nọ, mà đi tới đi lui đi về vậy là rất là phiền phức, nên mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn nào á, làm á, thì tranh thủ làm chứ đừng phải đi tới đi lui đi về giống như mình. Ok, còn cái phần phần nữa là thi lý thuyết, đi thi lý thuyết của bằng lái xe ha. Thì lần đầu tiên mình vô là mình đi về tại vì mình không đủ lấy giấy tờ. Lần thứ hai mình vô là mình đăng ký để thi. Thì nó chỉ có 25 câu hỏi thôi, nhưng mà mình thi lần đầu là rớt, mình không hiểu cái số mình lận gì cũng vậy á. Đi đi thi đi lấy visa cũng lần thứ hai mới đậu, rồi đi thi là thật lý thuyết này cũng lần thứ hai mới đậu. Mình muốn chia sẻ là tại sao lần đầu tiên mình rớt. Thì chương trình thi lý thuyết nó chỉ có 25 câu thôi, nhưng mà các bạn phải đúng 22 câu thì các bạn mới đậu. Còn mà là khi các bạn sai á thì các bạn chỉ sai được 3 câu thôi. Nếu mà sai mà câu thứ 4 á là các bạn bị out ra liền, là không có thi nữa, là các bạn phải thi lần sau. Đó là cái hiểu không? Rồi không mà cái phần mình thi á là mình thi bằng tiếng Anh, mình không thi bằng tiếng Việt. Nhưng mà tiểu bang mình có tiếng Việt, các bạn muốn thi tiếng Việt thì nó rất là dễ thôi. Nhưng mà mình thì mình thi tiếng Anh để tại vì mình muốn tìm hiểu thôi. Mình học ở trên trang web, nếu mà các bạn nào muốn biết thì mình sẽ gửi cái đường link trang web đó qua cho các bạn. Thì tất cả các bạn ở tiểu bang nào thì học theo trang web đó thôi. Thì mình đi thi lần đầu tiên mình không đậu, tại vì sao? Thứ nhất, kinh nghiệm là đi thi nó chỉ có 20 phút thôi, nó cho mình cho có 20 phút trên máy tính thôi, nó đếm thời gian cho mình. Rồi nó cho mình làm thí dụ trước là 2 cộng 2 bằng 4 hay nhiêu đó là bằng tiếng Anh luôn đúng không? Rồi bắt đầu mình trả lời là đúng rồi, nó bắt đầu nó tính thời gian. Là tại sao mình rớt? Rớt là lý do vô gặp câu khó, mình ngồi mình chăm chú mình đọc rồi hồi hết thời gian. Rồi hết thời gian tới chừng mà gần hết thời gian rồi á, mình đánh đại đánh đùa nên mình bị rớt cái lần đó. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn là nếu mà các bạn muốn muốn thi bằng tiếng Anh hay tiếng Việt thì cũng dễ thôi, nhưng mà tiếng Anh á, thì mình nói là các bạn khi gặp câu khó đó có nghĩa là các bạn pass qua.
pass qua đi. Rồi khi nào mà gặp câu dễ á, các bạn đánh trước, đánh trước. Nói chung là vài phút là mình trả lời được hết những cái câu hỏi mà dễ mình đã học rồi ha. Rồi xong rồi tới cái câu khó thì có nghĩa là mình nhiều khi mình không có hiểu hết tiếng Anh đâu nha. Nhưng mà mình thông dịch ra rồi cái những câu trả lời mình cảm thấy nó hợp lý là mình trả lời. Đó, đó là kinh nghiệm của mình ha. Rồi, kinh nghiệm của mình đậu lần hai là vậy á, mình thi lần một vài ngày sau là mình lại thi lần hai, tại vì mình có kinh nghiệm mình sẽ biết làm gì thôi. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là dễ dàng hơn và giúp mong các bạn là dễ đậu hơn lý thuyết. Còn phần thực hành thì mình chưa thực hành, bây giờ thì mình mới chỉ có lý thuyết thôi. Thì nếu các bạn đậu lý thuyết rồi thì khi đó thì nó sẽ lấy phí của bạn là hình như là 50 đô á. Để nó in lúc đầu á, thì nó gửi cho bạn cái tờ giấy trước để các bạn có quyền để tập xe. Thì khi mà mình tập xe á, thì ông xã lúc đầu đó chỉ tập cho mình những cái khung viên trong vòng là bãi giữ xe đâu thôi, mình không được đi ra ngoài. Tại vì mình cái quy định ở đây là mình phải đậu lý thuyết xong rồi nó cấp cho mình cái tờ giấy hoặc là cái cạc gì nè, cái cạc đó được trong vòng 2 năm. Thì giờ mình có cái cạc nó giống như thẻ ngân hàng vậy, nó trong đó nó có ghi tên tuổi mình, rồi ngày tháng năm sinh, rồi tiểu bang nào. Rồi xong rồi cân nặng của mình, rồi chiều cao của mình, nó ghi đầy đủ ở trên hết đó. Thì các bạn mới được lái ở ngoài đường. Khi mà gặp công an, cảnh sát đồ á, cái lực nó là vậy. Ông xã mình chỉ tập trong cái khu vòng vòng là trong khuôn viên của những công ty lớn thôi. Sau này thì khi có cái giấy mà mình đã đậu lý thuyết rồi á, thì ông xã mới dám cho mình là lái ở ngoài đường, freeway, highway hay là tất cả các đường. Thì mình nói cho các bạn tìm hiểu thôi. Đây là những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình về phần thi lý thuyết ở... thì lý thuyết lái xe ở Mỹ thì mình chưa có thực hành, nên khi nào mà mình thực hành thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn. Thì ai cũng chia sẻ ở Mỹ khi qua đây định cư thì cái hai thứ quan trọng, thứ nhất là bằng lái xe, thứ nhì là tiếng Anh. Thì mình đã làm cái clip về đi học tiếng Anh ESL như thế nào rồi, hôm nay thì mình chia sẻ về phần học lý thuyết của lái xe ha. Thì mình mong là giúp ích được cho các bạn, những người sẽ định cư ở Mỹ sau này. Ok, mình nói bao nhiêu vậy thôi. Bye bye ha, mình đi chợ đây. See you soon.